Cái khai thác du lịch ở trong cái hang Phượng Hoàng này lâu chưa anh? Mới đi vào hoạt động mùng 1 tháng 6. À, cũng mới năm nay thôi phải không? Còn nó làm thì khởi công năm ngoái. À, năm ngoái. Bây giờ có một số công trình vẫn chưa hoàn thiện. Chưa đâu. Cái này nó còn đầu tư là cáp treo lên trên hang cao này. À, cáp treo. Lần mấy cái vườn quýt. À, vâng. Cảnh trên đấy nữa. Nhiều cảnh đẹp lắm. Cái nguồn nước, cái nước chảy xuống nó rất là mát các bạn, mát lắm, cực kỳ mát luôn. Đấy, bây giờ có những cái người mà trèo lên này, lúc nãy mình cũng đã trèo lên cái ngọn núi kia rồi các bạn. Chỗ nào nhỉ? Khó nhìn thấy thế nhỉ các bạn. Đây. Đấy, mọi người đang trèo lên cái này. Trèo lên trên kia, vòng kia, vòng ngôi con kia các bạn. Đây, vòng qua bên này. Đến cái đây này, tầm đây này sẽ có một cái hang vào các bạn. Cái hang ở trên kia ấy, nó cũng có một cái phần nó sẽ thông ở dưới, nhưng mà các bạn sẽ không thể xuống được. Đó. Nó sẽ có một cái, khi mà mưa lớn ấy thì nước ở trên ấy nó sẽ bị ngấm xuống một cái hang ở trên đấy các bạn. Và cái hang ở trên nó sẽ ngấm ở xuống dưới các bạn. Và cái nước ở bên dưới này nó sẽ được ngấm và nó tự động chảy ra như này. Đó. Đây là một cái thiên nhiên ban tặng, nó rất là hay. Và bên trong những cái hang động ấy có những cái trầm tích đá vôi ấy, nó được qua quá trình kiến tạo lên đến hàng triệu năm các bạn, nên hàng triệu năm. Bây giờ mình sẽ vòng qua bên trong này một tí. Chỗ này mình đã quay đi quay lại rất là nhiều rồi. Nhưng mà vẫn không thể rời bỏ được những cái khu này. Đó, rất là đẹp các bạn. Đây là dòng chảy ở cái thác này, là dòng chảy nhân tạo nha các bạn nhá. Đây là dòng chảy nhân tạo. Có một cái vòi nước ở bên phía trên nó dẫn xuống cái thác này. Vối 20 năm các bạn ạ. Đây này là cây vối. Làm cảnh rất là hay. Rất là nhiều người đang tắm ở đây này các bạn. Đó. Tắm ở đây rất là nhiều luôn.
bên trong này có một cái thác nữa mình sẽ vào. Lúc nãy mình chưa review được ở cái thác này các bạn. À, thác này nó cũng rất là đẹp. Đẹp lắm các bạn, thác này ấy. Thấy chưa? Quá đẹp luôn. Đẹp luôn các bạn. Quá đẹp luôn. Khu này mình lúc nãy mình đang khám phá ở trên này rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài kia các bạn. Rất là nhiều khách du lịch đến đây. Mình nghĩ là tầm khoảng càng về giờ chiều ấy thì sẽ có càng rất là nhiều khách du lịch đến đây để tham quan cũng như là nghỉ mát ở đây. Alo. Đang chuẩn bị. À. Làm gì? Hả? Hả? Khoảng 3 giờ. Bình thường là vẫn cứ cán là tiếp
Đó, đây là cái khu du lịch Hang Phượng Hoàng các bạn, mình đã khám phá xong cái khu du lịch Hang Phượng Hoàng. Vào tầm khoảng là gần 3 giờ các bạn, tôi cho là khoảng 3 giờ. Hiện tại mình đã khám phá, gọi là sơ qua cái khu du lịch sinh thái Hang Phượng Hoàng. Đó, có rất là nhiều cảnh đẹp và những cái hang động rất là đẹp. Các bạn có thể đến khu du lịch Hang Phượng Hoàng để khám phá du lịch cũng như là nghỉ mát và tắm suối khoáng ở đây. Đó, hiện tại vào tầm khoảng là 12 giờ trưa, vẫn còn rất là đông khách du lịch đến đây để check in vé. Đó, vào mùa hè như này rất là nhiều người thích thú đến đây để tham quan cũng như là nghỉ mát ở đây. Đó. Nước trong có rồi đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ ra ngoài này. Đây có một cái món là gà quay cơ. Ờ, nghe anh gà quay. Ờ. Gà quay. Và đây là thuộc thôn gì nhỉ anh? Xóm Phượng Hoàng. Xóm Phượng Hoàng. Xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai. Xã gì anh? Xã Phú Thượng. Xã Phú Thượng, huyện huyện Võ Nhai. Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Cái khai thác du lịch ở trong cái hang Phượng Hoàng này lâu chưa anh? Mới đi vào hoạt động mùng 1 tháng 6. À, cũng mới năm nay thôi phải không? Còn nó làm thì khởi công năm ngoái. À, năm ngoái. Bây giờ có một số công trình vẫn chưa hoàn thiện. Chưa đâu. Cái này nó còn đầu tư là cáp treo lên trên hang cao này. À, cáp treo. Lần mấy cái vườn quýt. À, vâng. Cảnh trên đấy nhiều cảnh đẹp lắm ở trong kia. Em thấy là rất là nhiều cảnh đẹp luôn trong cái hang kia. Mỗi tội là chưa không có đèn ở bên trong. Không có. Vâng, hang ở trên đấy. Trong cái hang 3 tầng mà. Vâng, 3 tầng. Ở trong cùng thì không có đèn. Không có đèn biết thì vâng. Khá là sâu. À, năm nay mới khai thác thảo nào cuối tuần nhiều khách du lịch đến. Đi nhiều lắm. Hoạt động từ mùng 1 tháng 6 bắt đầu hoạt động. Vâng. À, năm nay mới hoạt động. Trước thì người ta vẫn cho vào dân đi khách du lịch vào tự nhiên. Vào tự nhiên nhưng mà bây giờ mới thu vé nhỉ. Mùng 1 tháng 6 bắt đầu thu vé. Vâng. Rất là đông luôn. Này. Như hôm nay là vẫn còn chưa đông đấy. Chưa đông à? Như tuần trước gọi là nóng nhất ô tô nhiều. Này đỗ nó 4-5 cây dọc đường. À, nhiều. Nhiều lắm. Cái nước này căn bản là cái nước tự nhiên. Tự nhiên ở trong sạch nhất đấy. À. Sạch kiểu như lạnh nữa. Kiểu như khoáng, suối khoáng bây giờ nhờ. Đó là một lúc thôi. Đúng rồi, lạnh. Được, anh làm gì cứ làm đi nhá. Vâng, em cảm ơn nhá. Ở đấy có rất là nhiều xe cộ đến đây luôn các bạn. Rất là nhiều. Đây có nước mía đá này. Đó, xe chật kín ở đây các bạn. Và đây là ngoài khu du lịch. Ở đây là ổi. Rất nhiều ổi luôn. À vâng, bác, cháu lấy xe một cái. Ừ. Rồi. Đẹp không? Vâng, đẹp lắm, cháu lên trên khám phá hết rồi. Yeah. À, khá là rộng ở trên kia. Nhưng mà vào hang là nó hơi tối một. Đúng rồi. Tối. Chắc hơi tối. Vâng, hơi tối. Nó phải có hôm nào nắng ấy thì nó mới thấy sáng thôi các bạn. À, vâng. Ở bu này là tối. Tối lắm. Nếu mà được đầu tư ở bên trong có đèn nữa thì hay nhờ. Ừ. Đèn điếc các thứ. Chắc là tối đâu phải là
làm vâng. Lấy cái kéo điện lên đấy. À kéo điện lên. Treo lên trên kia khó lắm, nếu mà có cáp treo thì hay nhờ bác. Đấy. Có cái cáp treo nữa mà. Treo thì mệt. Vâng. Đi hơi gì đấy. Nếu mà đầu được đầu tư hơn nữa thì cái này là năm nay mới mới mở phải không? À cháu thấy cũng đông và cũng thấy là nó lạ, kiểu như là cũng chưa ai biết đến này, cháu cũng vừa mới biết đến thôi. Vâng. vừa mới làm mà năm nay. À. Bắt đầu thu phí là từ mùng 1 tháng 6. À mùng 1 tháng 6. Vâng. Mùng 1 tháng 6. 2019. Cái tiếp nó tôn tạo thì từ 23 vâng. Từ 2017. Vâng. Bắt đầu từ đây mới thu vé mà nhờ mùng 1 tháng 6. Mùng 1 tháng 6 vừa rồi mới thu vâng. vé. Vâng.